Ca mắc COVID-19 liên tục tăng, nhiều trường ở Nghệ An chuyển học trực tuyến. Trước tình hình số ca mắc COVID-19 tăng mạnh trong 2 ngày gần đây, một số địa phương ở Nghệ An đã cho các trường chuyển sang dạy trực tuyến. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh đã ban hành quyết định cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 chuyển sang học trực tuyến. Đây là địa phương thứ 4 ở tỉnh này chuyển sang học trực tuyến ở bậc tiểu học sau khi số ca mắc liên tục tăng nhanh. Sáng mùng 9 tháng 2, hàng loạt các cơ sở giáo dục trên địa bàn thông báo cho toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến bắt đầu từ chiều mùng 9 tháng 2 cho đến khi có thông báo mới. Đây là chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh trong bối cảnh dịch COVID-19 ở địa phương này có diễn biến phức tạp. Để đảm bảo việc dạy và học, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh cũng yêu cầu các nhà trường điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợp để thích ứng với hoàn cảnh mới. Theo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, chỉ sau 3 ngày học sinh đi học trở lại, số học sinh F0 trên toàn địa bàn thành phố tăng nhanh. Cụ thể, nếu như ngày đầu tiên qua sàng lọc, thành phố phát hiện có 56 học sinh F0, đến ngày mùng 8 tháng 2 số học sinh tăng lên đến 158 em và đến 9 giờ sáng mùng 9 tháng 2, số học sinh F0 đã tăng lên 255 em, trong đó có 66 học sinh ở bậc trung học cơ sở, 183 học sinh ở bậc tiểu học và 6 học sinh ở bậc mầm non. Bên cạnh đó, toàn thành phố có 20 giáo viên là F0. Số giáo viên và học sinh F1 do tiếp xúc gần với F0 là 497 người. Việc học sinh phải chuyển sang học trực tuyến là giải pháp cấp thiết nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, bởi hiện nay học sinh dưới 11 tuổi chưa được tiêm phòng vaccine. Trong khi đó, đây là đối tượng dễ bị lây nhiễm và kỹ năng đề phòng, chống dịch bệnh còn nhiều hạn chế, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh cho biết. Còn theo số liệu tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đến chiều mùng 8 tháng 2, toàn tỉnh có 266 học sinh là F0 ở 4 cấp học. Trong đó, bậc mầm non 37 em, tiểu học 88 em, trung học cơ sở 52 em và trung học phổ thông 89 em. Ngoài ra, còn có 71 giáo viên, nhân viên là F0. Số giáo viên và học sinh thuộc diện F1 là trên 4.000 trường hợp, trong đó có 3.345 học sinh và 786 giáo viên. Còn số này có thể tăng thêm trong thời gian tới bởi nhiều địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê. Hiện 8 địa phương trong toàn tỉnh có 100% số trường phổ thông tổ chức dạy, học trực tiếp gồm Tương Dương, Thái Hòa, Tân Kỳ, thành phố Vinh, Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Con Cuông và Quế Phong. Ngoài ra, 10 địa phương có trường vừa dạy học trực tiếp, vừa dạy học trực tuyến. Toàn tỉnh có 3 địa phương đang tổ chức dạy học trực tuyến là Thanh Chương, Nghĩa Đàn và thị xã Cửa Lò. Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành, so với thời điểm trước Tết, số học sinh ở các nhà trường mắc COVID-19 có xu hướng gia tăng. Trong bối cảnh đó, việc tổ chức dạy học trực tiếp được triển khai nhưng công tác bảo đảm an toàn trong các nhà trường phải đặt lên hàng đầu. Khó khăn hiện nay ở Nghệ An là số học sinh trong một trường học rất đông, nhiều trường có trên 1.000 học sinh. Trong khi đó, nếu học sinh không được đến trường, kéo dài việc học trực tuyến sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và việc tiếp thu kiến thức của các em. Còn theo số liệu thống kê từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An, từ 18 giờ ngày 8 tháng 2 đến 6 giờ ngày 9 tháng 2, tỉnh Nghệ An ghi nhận 1.395 ca mắc COVID-19 mới tại 15 địa phương. Có 408 ca cộng đồng, 987 ca đã được cách ly từ trước. Trong 1.395 ca mắc COVID-19 mới ghi nhận, 702 ca có triệu chứng, 693 ca không có triệu chứng. Với số ca mắc mới liên tục tăng, Nghệ An đã trở thành tỉnh thứ hai sau Hà Nội, có số ca mắc mới trong ngày cao nhất với hơn 2.200 ca trên ngày. Trước diễn biến phức tạp của dịch, một số nơi ở tỉnh này đã có quyết định dừng các hoạt động vui chơi, giải trí, liên hoan sau Tết để phòng chống dịch. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!